Một con game chủ đề về 7 viên ngọc rồng mới ra mắt. Game này thì hình như cũng ra mắt được tuần gì đó rồi anh em. Nhưng mà tiếc là nó chỉ có mặt trên iOS thôi, Android thì chưa có mặt. Thường thì những cái con game của cái nhà phát triển này nó ra mắt trước ở trên iOS anh em nhé. Đây anh em chỉ cần nhìn thấy gameplay là anh em sẽ nhớ đến con game này rồi đúng không? Con game này nó là cùng một cái nhà phát triển của tựa game The Zero, một con game chủ đề về về One Piece, vì Luffy các thứ đấy. Hiện tại thì cái máy ứng này dụng nó là Game mua Motor, chỉ cái ứng dụng 9% giảm nên tinh là tốt nó nhất năm sẽ 2023 có và cái đang có giá sự là kiện sale khoảng 11 tầm tháng 11 diễn ra từ ngày hơn 11 chục tháng 11 triệu. đến Phiên bản ngày này 18 nó cũng tháng khá là 11. rẻ, Khi nó mà anh em mua cái gói giảm 3 cho tháng chúng trả ta game khoảng sẽ tầm được được ưu đãi giảm 21%, 3 hay 4 triệu chỉ đấy mà còn anh em mua 39.888 đồng mới. trên Với cái 1 phiên tháng thôi. bản 12 GB Còn nếu mà RAM anh và em mua cái gói từ 12 tháng trở RAM, lên, nó sẽ giảm cái ưu và với đãi cái giảm màu này nữa, cái 15%, màu trong chỉ suốt còn nhìn đến sau nhìn $26.888 đồng trên 1 rất tháng là em tuyệt nhé. vời, Xúc ngay cho nó nhìn nóng nó thôi đẹp tại vì ấy. nó quá rẻ. Con game này thì nó lại là một chủ đề về Dragon Ball và nó có cái cách chơi thì cũng tương tự khoảng tầm 80-90% giống với tựa game The Zero. Anh em có thể là lên Google hoặc là tìm trực tiếp trong kênh của mình có cái con game The Zero là anh em sẽ biết cái con game này nó con game đấy nó giống cái con game này như nào. Y hệt như vậy. Nhưng mà nếu mà anh em là fan của Dragon Ball thì anh em sẽ thấy con game khá khoái. Tuy là các cái nhân vật của chúng ta chiến đấu với lại kiểu là nó nhìn nó hơi khô và nhìn nó hơi thô ấy, nhưng mà được cái là tạo hình nhân vật và cái hiệu ứng chiêu thức của nó thì cũng gọi là ok. Nếu mà anh em đã từng chơi The Zero rồi thì anh em sẽ chơi con game này cũng thấy ổn áp rồi nha. Bảo sao dạo này tựa game The Zero nó cứ bảo trì liên tục rồi là cộng đồng của nó thì dần yếu xuống rồi, nó dần phải thay thế sang những cái con game khác với những cái chủ đề khác em ạ. Mình đã gắn bó với con game The Zero vừa rồi là mình đã quay trở lại cái tựa game đó và gắn bó con game đó cũng khá là dài thời gian. Thì hôm nay là chúng ta lại có thêm một con game nữa chủ đề về Dragon Ball. Lạ cả cái chỗ là thường thì những cái tựa game khác nó sẽ ra mắt trên Android với cái file APK cơ, nhưng mà con game này thì nó lại ra iOS trước. Ôi ái lèo ơi, video trước mặt anh em đây của cái màn hình chính của tựa game này nó là một dạng game AI à? À một dạng video AI, có nghĩa là AI nó vẽ anh em ạ. Nhìn phát biết ngay AI nó vẽ luôn. Đấy cái phần gacha của cái tựa game này cũng rất giống với The Zero. Và cái phần hiển thị nhân vật của chúng ta cũng tương tự như vậy. Nó như kiểu là chỉnh sửa cái con game kia để chuyển sang cái chủ đề mới vậy. Đây cái video trước mặt anh em đây không nó là chuẩn là video AI rồi. Do AI người ta tự làm ra rồi. Chính xác là do AI vẽ và do AI làm video anh em ạ. Nhưng mình hơi dị ứng với những cái con game kiểu AI như này quá, nó làm mất chất game đi ấy. Với lại nó làm kiểu như là các cái họa sĩ hay là những designer cảm giác là nó mất mất nó yếu vế đi khá nhiều khi mà AI có thể là làm bất cứ cái gì hiện tại, đặc biệt là những cái video hay là vẽ những cái hình ảnh nhân vật. Nhìn nó mất chất quá anh em. Để xem nào, game này nếu mà ok thì có thể là sẽ có tiếng Việt nhưng mà không biết có hay không. Show animation này, eco mode chế độ tiết kiệm pin này. Rhythm code, lưu ý thêm là mình cũng sẽ gửi đến cho anh em bộ gift code dùng chung với tựa game này đấy nhá. Game thì hiện tại chưa thấy có tiếng Việt, không biết là chắc là sắp tới nó cũng sẽ update thôi. Gacha free này. Nhìn cái hiệu ứng khi mà gacha nhân vật Son Goku này nhìn nó cũng AI gớm vậy. Anh em muốn nạp game uy tín giá chiết khấu 25% cực ngon, hãy liên hệ ngay thông tin trong cái hình ảnh trên, hỗ trợ nạp 24/7 cả ở Zalo và Facebook nha. Hiện tại thì những cái con game AI hay là những cái video AI hay là những cái hình ảnh AI bị giới họa sĩ người ta nói rất nhiều và kiểu như là game thủ chúng ta cũng tẩy chay khá nhiều, tại vì là hiện tại cũng có khá là nhiều hãng người ta đang lợi dụng và lạm dụng AI quá nên là mất chất của nhân vật, mất chất của game. Đang nhiên mình cảm giác là đang chơi con game The Zero rồi đang nhiên lại chơi lại cái tựa game này thì cảm giác nó cứ chán chán thế nào, tại vì là nó chơi lại từ đầu giống như kiểu đang chơi lại từ đầu cái tựa game The Zero ấy, nên là nó hơi nhàm và hơi nhạt một tí. Nó không có hứng hứng thú kiểu như là ôi game mới mà như kiểu là chúng ta đang chơi lại game cũ nếu mà anh em là đã từng chơi The Zero.
Link tải cái tựa game này mình để cho phần mô tả của video, tại vì là con game này thì nó có thể tải trực tiếp trên store của Việt Nam chúng ta, trên App Store của Việt Nam mà không cần phải fake IP để chuyển vùng. À nhầm, không cần phải chuyển vùng nha, mình lại nhầm với fake IP. Tại vì là hiện tại thì game vẫn chưa có trên set play của Android anh em nhá. Nên là nói cái từ fake IP vào thì nó hơi thừa. Chắc là nó cũng sẽ sắp ra mắt bản Android APK thôi, hay là ở trên set play thôi. Cái tựa game The Zero nó cũng tương tự như vậy, nó ra mắt trên iOS trước, sau đó thì nó mới ra mắt trên Android. Gift code của con game này đâu xem nào. Service này, chúng ta có phần rhythm code này. Cái phần chỗ để nhập code cũng tương tự như The Zero anh em ạ. Bây giờ thì chúng ta sẽ nhập code nha. Ở đây thì chúng ta sẽ DB này, 888. Đây là code đầu tiên của chúng ta. Rồi, có hình như đây là cái vé quay thì phải, nếu mình nhớ không nhầm. Tiếp theo là chúng ta sẽ đến cái code thứ hai. Goku này, 888. Rồi. Rồi 500 kim cương nha anh em. Ô, chữ O này viết vẫn đúng. À không phải, nó bị lỗi thôi. Code thứ 3 anh em nhé. Tất cả đều viết bằng in hoa hết. Vegeta 888. Rồi chúng ta có 1 XP 1 giờ. Với lại hình như là cái viên đá tiến bậc hay sao ạ. Đến với cái code thứ 4 VB này. Sau đó thì chúng ta sẽ có phần reward reward ARD100. Đấy. Rồi chúng ta có 2 giờ vàng với lại ít vật phẩm gì đó mình chưa biết. Chúng ta cần phải chơi thì chúng ta mới biết rõ được vật phẩm. Cái code thứ 5 anh em nhé. Game này hiện tại đang có 6 cái gift code. GP này, Welcome này. Rồi đây là cái code thứ 5. Có 100 kim cương với lại 2 cái vé gacha với lại thêm 2 giờ XP. Và đây là cái code thứ cuối cùng, cái code thứ 6 của chúng ta. TAGE200. Rồi ấn tiếp tục nha. Ok, 2 giờ vàng, 200 cái viên đá quần què gì đó với lại thêm 10 cái vé gì đấy anh em nha. Ok, đó là toàn bộ cái gift code của chúng ta. Ôi, cái phần quà này cũng tương tự như vậy, cũng y hệt như The Zero. Cũng y hệt, nó cũng cho anh em VIP nha. Và ở đây thì chúng ta sẽ đi gacha thử. 7 vé à. 7 vé vậy không đủ rồi, gacha từng vé thử xem nào. 1 này, 2 này, 3 này. Được cái là cái hãng game này người ta làm hình cũng khá là đẹp. Chỉ là cái phần combat của chúng ta thì nó hơi thô thôi, chứ còn lại thì cũng khá là ổn. Combat với lại cái cử động của nhân vật nó hơi cứng. Còn hình vẽ với lại cái hiệu ứng cử động ở bên ngoài của nhân vật thì nhìn rất là đẹp. Rồi, hết rồi, 8 lần. Đây game này còn kết hợp với yếu tố đó là idol rảnh tay, có nghĩa là offline vẫn nhận được quà anh em nhé. Còn lại thì nó sẽ có nhiều những cái phần tính năng khác của game thì chúng ta cần phải chờ đợi khi mà chúng ta lên cái level mới. Về phần gacha, ở đây chúng ta có thể là xem lại được các cái nhân vật. À đây cũng có phần reset nhân vật anh em nhé. Y hệt như The Zero của game này, nó sẽ cho anh em free 1000 cái phần quay khi mà chúng ta lên cái mốc level nhất định, hay là đặt cái yêu cầu nhất định của game. Nếu mà anh em đang tìm một cái giả lập cực ngon này, cực nhẹ và cực mượt cho PC và laptop của anh em, truy cập ngay link dưới phần mô tả của video để mà tải ngay cho mình cái phần mềm giả lập cực nhẹ cực mượt để mà anh em có thể là chiến mọi loại game. Anh em click vào đó tải về và trải nghiệm cho mình nha. Ai chà, được quá nhỉ, nó có thể thay đổi được này. À, nó có thể thay đổi được cái đội hình luôn nha, không cần phải cái video animation kia, tại vì là cái video thì nó sẽ bị nó làm cho game chúng ta cảm thấy nó hơi nặng, và những cái máy tầm trung tầm yếu thì cảm giác nó hơi giật kiểu như vậy. Rồi, ok, và đó là toàn bộ cái video ngày hôm nay về tựa game này. Có game này có tên đầy đủ là Saiyan Battle for Super Mercy. Link tải bài Android thì anh em có thể là click phần mô tả của video này nhá. Chỉ cần click phần mô tả của video này em có thể là tải con game này về chiến tốt, chiến ngon. Gameplay thì mình cũng đã chi tiết cho anh em rồi, còn lại những cái tính năng khác thì anh em hãy cùng lên cái level, cày cái game này lên level để mà mở tính năng mới.
cái phần tiến hóa của game này. Chúng ta sẽ cần trùng cùng hệ với lại cái quần què gì đó. Đấy, anh em trải nghiệm và chiến game thôi. Còn bây giờ thì chúc anh em chơi game vui vẻ và hẹn lại anh em vào những video tiếp theo nha. Bye bye.